À, chào mừng các bạn đến với một cái đề chấp vá có 10 câu thuộc nội dung của nhật 1. Chúng ta cùng vừa sửa và xét lại một vài kiến thức nho nhỏ thôi ha. Câu đầu tiên thì chúng ta sẽ chọn âm đọc của Hán tự với cái chữ Hán được tô màu đỏ. Chữ Hán này có âm Hán Việt là chữ Hà và nó sẽ mang nghĩa là gì? Tuy nhiên là khi mà nằm trong ruột của câu động từ á thì chúng ta sẽ không đọc là nam mà chúng ta sẽ đọc là nani. Ý nghĩa của nó là nani o nomi maska, uống gì vậy? Rồi câu đầu tiên đáp án là 2. Câu đầu tiên đáp án là 2. Sorry, tôi quên copy câu trả lời của các bạn lại. Ủa? Sao? Sao mấy thánh không chọn số 2, mấy thánh chọn số 1 lắm đấy. Ok. Khổ mấy bạn quá đi. Cái này á thì cái chữ Hán đó bình thường các bạn thấy nó đọc là nan, nhưng mà nó còn một cái cách đọc nữa là cách đọc nani. Tại vì cái chữ Hán này nè có hai kanji. Tôi không biết các bạn tin tôi không, nhưng mà tôi gõ tận tay tận mắt cho các bạn nhìn nha. Đây, một cái tôi cách ra, tôi gõ nani đây, tôi cách ra, thấy chưa? Nghĩa là một mình nó có hai cách đọc và bạn phải chọn cách đọc phù hợp với ngữ pháp. Câu này coi dễ chứ không dễ đâu các bạn. Anh biết cái cách cái chữ ố với chữ nô em tưởng là ngồi viết điện từ. Ôi tào lao, tào lao, tào lao. Tào lao có một mẹo nhớ á, là đi với ố thì là nani, còn đi với các thể loại khác thì là nam. Vậy ha. Rồi đáp án của chúng ta là đáp án số 2. Rồi chúng ta có một người, hai người. À, một thôi. Rồi cha nội này chọn số 4 là tại sao chọn số 4 vậy à? Cho hỏi thì là tại sao mình quyết định chọn số 4 vậy ạ? Em tưởng là điện từ, tại anh cách chữ ố, chữ nô, cách khoảng em tưởng điện từ. Trời ơi, người ta đã tô màu đỏ thì bạn chọn âm đồng của màu đỏ. Còn những cái khác là cái gì thì kệ nó đi. Thôi thôi thôi. Anh cứ được xét nhau luôn cho đỡ nhầm. Thôi 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 thôi. Lý do anh để cách ra vậy ai biết được. Thôi không suy nghĩ gì tôi đỡ không được. Rồi đáp án của câu số 2 thì bạn phải chọn cái động từ chơi với barbecue. Nghe giống déjà vu á ha, tôi nhớ tôi nói cái này ở một cái tập nào đó rồi, bây giờ tôi nói lại. Là với barbecue thì chúng ta sẽ không dùng ăn, được không? Tại vì barbecue nó không phải là đồ ăn, nó không phải thịt nướng mà nó là tiệc thịt nướng. Tức là nó là một hoạt động và chúng ta chỉ có thể là đu hoạt động đó. Mình sẽ chọn câu trả lời là CMAT. Barbecue ố CMAT làm tiệc thịt nướng. Câu này đáp án là số 4. Ủa là sao ạ? Là thật sự là mình có hiểu không ạ? Ủa các bạn nghĩ là ăn á hả? Tôi nhớ cái này tôi đã nói lúc nào rồi á. Ôi. Nhớ nha các bạn, theo lời của một nhà hiền triết nào đó đã nói thì có làm thì mới có ăn. À, từ không điền được, nghĩa là chúng ta sẽ có 3 từ điền được. Một cư du bì là thứ... Thứ 5. Rồi các bạn có ố và vẫn chơi với CMAT. CMAT thì nó có nghĩa là làm hoặc là chơi, hoặc là nếu các bạn so sánh với tiếng Anh thì nó là do để thực hiện một hoạt động ha. Như vậy các bạn có thể chơi soccer, chơi đá banh. Các bạn có thể làm thêm arubaito, được không? Hay các bạn có thể dịch là làm việc bán thời gian á. Rồi các bạn có thể chọn với ryoko. Ryoko là du lịch, thì gắn vào đây là du lịch. Ngày thứ năm thì có thể chơi đá banh, có thể làm thêm hoặc là có thể du lịch. Nhưng mà tất nhiên thì bạn không thể nào chơi Reji được. Từ Reji này có nghĩa là gì ta? Nó nằm trong một cái hốc nào đó. Quầy thu ngân. Rồi Reji là quầy thu ngân, quầy tính tiền. Cái chỗ mà mình thanh toán khi mà mình mua đồ á. Rồi chỗ nó bán số 1. Đây là từ chúng ta không điền được ha. Rồi câu tiếp theo. Có quá trời số 1 luôn. Maruko sàng qua, anh Maruko là. Như vậy chúng ta sẽ chọn danh từ chỉ người. Và danh từ chỉ người duy nhất trong câu này đó là Ryugakuse, du học sinh. Rồi nếu các bạn chọn đáp án số 2 thì câu số 2 là homestay. Homestay là nghỉ, homestay ha, nghỉ tại nhà của người dân bản địa. Số 3 Internetto, internet. Và số 4 Kesigomu là là
Ok kìa. Một sự im lặng đáng sợ. Rồi cái si ngô mư là cục gom á. Đây nè, cái này gô, cái này mư nè, gô mư là cục gom nè. Được không? Rồi chọn riêu gà cư xê các bạn. Nó có đôi gà cư xê thì mình biết đó là chỉ người. Rồi mình sang câu số 5. Câu này là chọn từ khác nhóm nghĩa, nghĩa là bạn phải biết tất cả những ý nghĩa của mấy cái từ này. Yoru. Yoru. Rồi ban đêm hay là buổi tối gì đó ha. For you. Mùa đông. Mùa đông. Natsu. Mùa hè. Rồi mùa hè. Và Haru là mùa xuân. Mùa xuân. Rồi chúng ta có ba cái mùa như vậy đã bán được lựa chọn là từ Yoru. Hoặc là Haru có cái mẹo nhớ nha các bạn. Haru Haru á. Còn các bạn hỏi là Haru Haru liên quan gì ha. Haru Haru là bài hát của Big Bang á. Thì các bạn tưởng tượng là bài đó là bài hát mừng Tết đến đi, Tết đến xuân về. Đó là gì là được. Tại vì bên mình hát là tới đến rồi đúng không? Bên người ta sẽ hát là Haru Haru. Ông Thắng đang dùng cái ma thuật gì vậy ông Thắng? Ông cố tình đúng không? Mẹ biết mẹ buồn đó. Không, thiệt thầy ơi, không biết nghĩa. Ôi. Ông xạo ông rớt môn đi. Dạ khó mà thầy. Hứa đi. Ông nói xạo ông rớt môn chơi không nè. Tôi chơi tất tay không nè. Thấy chưa? Các bạn thấy nó im re chưa? Trời ơi, tôi đẻ ra mấy bạn còn được ba cái chiêu này sao tôi không biết. Cái này là chiêu. Tôi thấy là cái này cuối bọn nó hay chơi theo kiểu là bọn nó sẽ cố tình làm sai hết để bọn nó sẽ tạo cảm giác là ờ xong cái nó rớt phong độ vô cái ngày thi á. Tôi rành mấy ông quá mà. Rồi tôi để câu 6 cuối cùng nha. Rồi câu số 7. Ủa, câu 6 khó với các bạn dữ lắm hả? Rồi câu 7 chúng ta sẽ có hán tự là 600 chữ lục với lại chữ bắc, được không? Và nếu số 6 đọc là rù cư, 100 đọc là hiyaku, chọn đáp án số 3 thì chả ai cho làm gì. Các bạn nghĩ là một người hiền lành như tôi cho đơn thuần vậy hả? À, đáp án chúng ta là đáp án số 4 đọc là ropiaku, nó đọc đặc biệt ha, ropiaku. Còn nếu mà các bạn muốn lưu ý thì lưu ý luôn số 800, 800 nó cũng đọc đặc biệt như vậy, nó đọc là hapiaku. Cả hai chữ này đều xài maru ha. Tôi cũng dự đoán là nó sẽ cho á. Rồi đáp án của câu 7 này là đáp án số 4. Có đứa cứng đầu thì ta nói câu đó nó không đúng rồi mà nó vẫn không sửa. Thì chọn câu bắt đầu bằng chữ rô giống số 6 á. Rồi câu số 8. Câu này thì bạn sẽ chọn nguyên liệu của súp. Súp là món súp, hoặc là bạn có thể dùng là món canh ha. Đây là cái món súp được làm từ nguyên liệu gì đó. Rồi mình sẽ có thể chọn một đáp án duy nhất thôi, đó là tamago, là trứng nha. Rồi câu 8 này mình sẽ chọn đáp án là số 2. Rồi từ vựng của các câu còn lại. Ego là tiếng Anh, saifu là cái ví, và hon là sách. Chắc nó học tôi cho nó nhớ mỗi cái từ hon này là sách thôi á. Rồi câu số 9. Câu này thì đáp án là tôi không nghĩ câu này các bạn chọn sai nha. Rồi, trước khi mà biết được cái đáp án của câu này á thì tôi hy vọng các bạn nhớ được một cái kiến thức sau đây. Là trong động từ các bạn có từ ikimasu là đi, từ kimasu là đến, và chữ kaerimasu là trở về. Các bạn biết ba cái chữ này nó có một cái đặc điểm chung là gì không? Ba chữ này nó có một đặc điểm chung. Nó chơi với ế. Đúng rồi, nó chơi với ế. Và khi nó chơi với ế rồi nó sẽ không chơi với đế. Tức là bạn đã nói là mình di chuyển đến một nơi nào đó rồi thì mình sẽ không thể nào dịch thành tại được các bạn. Tại vì bạn di chuyển sao mà bạn ở đó được mà tại, đúng không? Bạn chống lại quy luật của vật lý à. Mấy ông Pythagore, mấy ông Archimedes, mấy ông sẽ giận mấy bạn lắm á.
Cho nên là đã dùng ba cái từ này rồi thì bạn không thể nói là tại được không? Không lẽ mình nói là à tôi đi Hà Nội tại Nha Trang là có đi chưa? Là chưa đúng không? Đó, cho nên là mình không thể nào mà dùng mâu thuẫn như vậy được. Câu trả lời của chúng ta là Hatarakimasu, mang ý nghĩa là làm việc. Động từ này khá là dài và khó nhớ nha. Hatarakimasu, làm việc. Rồi, tôi làm việc ở công ty. Kaisa là công ty nha. Rồi, số 1. Anh Nhất Huy làm ơn ghi giùm em từ này vô làm việc đi anh Nhất Huy. Làm ơn. À, ghi thêm lần nữa đi, chưa đủ đâu. Ghi luôn Kaisa là công ty. Còn Nhất Huy nữa. Còn xe bánh đi chu nữa đó. Bạn thông cảm chờ con trai tôi tí nha. Mấy con trai tôi nát quá. Dạ. Mình hướng về một ngày mai tươi sáng nào các bạn. Câu cuối cùng, câu cho điểm ha. Nhìn thấy giá tiền thì từ để hỏi là Ikura bao nhiêu. Đơn thuần vậy thôi ha. Xin lỗi, cái này bao nhiêu tiền vậy? 750 yên. Rồi, làm ơn nhớ ông hán tự này, biết đâu người ta hỏi nha. Cái này nó có cách đọc là en các bạn. Đó là đơn vị của tiền Nhật. Các bạn nhìn chữ hán này nó giống cái cửa sổ á. Giống cửa sổ không ta? Hình như là giống cái cửa sổ á. Người ta hay gọi là ném tiền qua cửa sổ á, các bạn hiểu không? Ây cha, tôi nói như vậy chắc đụng chạm quá. Có một số người cũng chuẩn bị ném ném vậy á. Nhưng mà từ bạn có khác. Rồi chỗ Ikura là bao nhiêu ha. Rồi chúng ta có Nanji là mấy giờ, Doko là ở đâu. Cái chữ Ikura này không phải là không có trong chương trình. Ở một cái kiến thức sâu xa nào đó, các bạn biết là Ikura này nó bằng với cái gì không? Nó ngang ngửa với cái gì không? Có ai mà nhớ được một cái hốc cái kẹt gì của Ikura không? Hình như là nan sai đúng không? Đúng rồi, rồi. Đó là nan sai. Thật ra gọi là bằng thì nó không bằng nhưng mà nó thay thế được. Ôi cứ trừ là để hỏi tuổi lịch sự á, để hỏi những người mà lớn tuổi á, mình nghe nó sẽ ok hơn. Còn bình thường thì mình sử dụng từ nan sai. Đó thì tôi cho cái đáp án thì tôi biết đâu thì người ta cho, được không? Nên là ôi cứ trừ thì có thể là tương đương với nan sai. Rồi câu này đáp án là 4 nha. Chọn 4 cho câu này thì không khó lắm. Tất nhiên là câu đó cũng không phải dành cho mọi người. Chúng ta quay lại với câu số 6. Ông Đại với ông Long thì chắc là câu này phân biệt thắng thua rồi. Tôi nghĩ người thua thì cũng hoàn toàn chấp nhận kết quả đúng không? Rồi chúng ta đến với câu số 6 nhé. Long làm đúng câu này là Long thắng. Long làm không đúng là Long thua. Chắc đi anh ơi, đi rồi đi. Korewa doko no wine desu ka? Dịch là gì nhỉ? Đây là wine. Rượu Tây xuất xứ từ đâu? Đúng rồi, đây là rượu xuất xứ từ đâu? Doko no n để hỏi về nơi xuất xứ. Thì theo đúng những gì mình biết là mình sẽ chọn một cái địa danh. Rồi mình sẽ chọn no. Rồi mình sẽ wine đúng không? Nè, tôi ghi nước luôn nha. Rồi no. Rồi lại wine như ở trên. Được không? Nhưng hy vọng các bạn làm ơn các bạn nhớ một cái kiến thức là các bạn có thể lược bỏ đi cái phần danh từ ở phía trên, tức là mình sẽ không cần dùng wine nữa, cho nên là bạn chỉ cần dùng địa danh kèm với no là được. Và nhớ là phải có no nha, phải có sở hữu nha, được không? Cho nên là đáp án của chúng ta là đáp án số 3. Còn đáp án số 4 nó bị sai, tại vì chỗ này là no chứ không phải là tố, được không? Chỉ mà có người vẫn chọn tố coi như là một sự mắc bẫy nhẹ ha. Italiano des là rượu Ý đó. Rồi tôi nghĩ là bạn Đại xuất sắc hơn.
Đây, xong rồi. Dành cho những người nghe được câu này thì chúc các bạn may mắn trong mọi kỳ thi.